Một tuần trước thì mình đã nhận được con OnePlus Nord 5G này từ hãng để mà sử dụng và trải nghiệm. Thì có thể nói là từ những ngày đầu khi mà có thông tin là sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam thì OnePlus Nord 5G đã thu hút được khá là nhiều sự quan tâm từ người sử dụng. Giống như tuần trước khi mà mình nhận được á, thì mình có chụp một cái tấm hình selfie sương sương cùng với con OnePlus Nord 5G này thôi. Mà có rất là đông đảo bạn bè của mình vô comment các thứ, hỏi từ cấu hình cho tới thiết kế của nó nè, xong rồi giá tiền của nó có ổn không, máy chạy có mượt hay không nè, rất là nhiều luôn. Vậy thì ngày hôm nay mình quyết định là sẽ làm một cái bài review sương sương, tổng hợp tất cả cho các bạn biết những cái trải nghiệm của mình trong một tuần vừa qua cùng với con OnePlus Nord 5G này nhé. Điều đầu tiên khi mà mình unbox chiếc điện thoại này á thì đập ngay vào mắt mình đó chính là thiết kế cũng như là màu sắc của sản phẩm. Nó có một cái thiết kế rất là đặc trưng và bắt mắt luôn. Và nhìn một cái là biết ngay đây là màu của OnePlus liền, cái màu nó rất là đặc trưng luôn. Màu của con máy mà mình đang cầm trên tay thì được gọi là màu Blue Marble. Đây là sự kết hợp giữa màu lục và màu lam nhìn rất là lạ mắt và giống như là nó sẽ thu hút ánh nhìn của người khác liền ngay và lập tức luôn đó. Ngoài cái phiên bản màu xanh ra thì máy còn có thêm một màu khác nữa là màu đen. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích cái màu xanh này hơn bởi vì trông nó lấp lánh và nó thời thượng hơn. Phần mặt lưng của nó thì có ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng nè, nhìn trông rất là sang. Tuy nhiên thì điểm yếu cũng sẽ từ chính cái điểm này mà ra luôn. Phần mặt lưng bóng loáng như vậy sẽ dễ dàng để lại dấu vân tay cũng như là các vết bẩn. Chỉ cần ịn một chút xíu là dấu vân tay của mình nó đã in trên cái mặt lưng của điện thoại rồi. Vậy là khi ánh sáng chiếu vào là dễ dàng nhìn thấy luôn. Vậy thì đây sẽ là một cái điểm trừ của mình dành cho OnePlus Nord 5G. Nhưng mà bù lại thì cả mặt trước lẫn mặt sau của máy đều được làm bằng kính cường lực 5 hết. Thì điều này giúp nâng cao cái khả năng chống sút của điện thoại lên rất là tốt. Khung viền nhựa của điện thoại thì có màu sắc sẫm hơn so với phần mặt lưng, tạo ra hai phần màu sắc riêng biệt tạo nên sự độc đáo cho OnePlus Nord 5G. Bên cạnh đó thì máy còn có cả nút nguồn và nút chuyển đổi chế độ âm thanh làm từ kim loại ở cạnh bên nè. Điều này giúp cho nó mang lại một cái ngôn ngữ thiết kế riêng biệt so với các hãng smartphone khác trên thị trường. Bởi vì mình chỉ thấy cái nút chuyển đổi âm thanh này ở các dòng iPhone mà thôi. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ tiện lợi hơn khi mà mình muốn chuyển đổi về chế độ rung hoặc im lặng mà không cần phải mở cài đặt lên hay là tùy chỉnh chế độ âm thanh nữa. Tiếp theo sẽ là phần màn hình của OnePlus Nord 5G. Đối với các dòng điện thoại của OnePlus mà còn sở hữu tần số quét lên tới 90Hz thì phải nói là máy chạy rất là mượt mà luôn. Đây là điểm mà mình phải công nhận, bởi vì con OnePlus Nord 5G này khi mà mình sử dụng trong suốt cái tuần vừa qua á thì cái tốc độ xử lý của nó nè cũng như là tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh, rất là nguy hiểm luôn. Mà hầu như là mình chưa gặp bất kỳ một cái tình trạng giật lag hay là đứng máy một lần nào hết. Đây là điều mà mình thích nhất ở OnePlus Nord 5G. Ngoài ra thì máy có độ phân giải là 2400x1080px, tỷ lệ màn hình thì là 20:9, mức độ điểm ảnh lên tới 409 ppi. Điều này giúp cho OnePlus Nord 5G có chất lượng hiển thị rất là tốt, trong trẻo, sắc nét mà màu sắc thì rất là dễ chịu. Kèm theo đó thì điện thoại cũng được tích hợp cảm biến vân tay quét bên trong màn hình. Tốc độ phản hồi của nó thì thôi, không cần phải bàn cãi gì nữa hết á, nó quá là được của nó đi ấy chứ. Phần camera sau của máy bao gồm cục 4 camera xếp theo chiều dọc, gồm một camera chính 48MP, một camera góc siêu rộng 8MP, một camera macro 2MP và một camera đo độ sâu 5MP. Kèm theo đó là hai camera selfie có độ phân giải lần lượt là 32 và 8MP, cùng với các chế độ chụp bao gồm auto nè, chụp đêm nè, quay video 4K, FPS hay là ghi âm các thứ thì con OnePlus Nord 5G này đều có đầy đủ hết. Chế độ chống rung của con Nord này cũng phải gọi là khá là tốt. Nói chung là với những cái thông số về camera như vậy, kèm theo những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng con OnePlus Nord 5G này để chụp hình trong suốt một tuần vừa qua á, thì phải nói là camera của nó khá là đỉnh trong tầm giá rồi. Và nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết rõ hơn về camera cũng như chất lượng quay video của con OnePlus Nord 5G này như thế nào thì hãy xem trong bài đánh giá chi tiết của mình ở sau nhé. Điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến con OnePlus Nord 5G này đó chính là về cấu hình của máy. Thì như các bạn đã biết là những cái chi phí để lắp đặt những cái dịch vụ hỗ trợ 5G thì không bao giờ là rẻ hết, rất là mắc luôn. Vậy thì việc mà được hỗ trợ 5G của OnePlus Nord 5G đã là một điểm khiến cho chiếc điện thoại này trở nên nổi bật hơn trong phân khúc tầm giá của nó.
Còn OnePlus Nord 5G mà mình đang sử dụng thì được trang bị con chip Snapdragon 765GB, kèm theo đó là 12GB RAM và 256GB ROM. Đây cũng sẽ là bản chính hãng được bán tại Việt Nam. Còn ở thị trường nước ngoài thì sẽ có thêm phiên bản thấp hơn là 8GB RAM và 128GB ROM. Đây là một con chip trong mức giá tầm trung cao cấp, cung cấp độ đồ họa đủ mượt, đủ cao để các bạn chơi các tựa game nặng như là PUBG hay là Call of Duty hay là Liên Quân v.v. Ngoài ra thì máy còn sở hữu hệ điều hành OxygenOS 10 trên nền tảng Android 10. Đối với mình thì mình rất là thích những dòng máy có hệ điều hành OxygenOS. Lý do tại vì sao? Vì tốc độ máy chạy rất là mượt mà những cái phiên bản update của nó cũng rất là nhanh chóng luôn. Và điều cuối cùng là về pin và sạc của con OnePlus Nord 5G. Máy được trang bị viên pin là 4115mAh. Thì cái dung lượng pin này được gọi là tốt bởi vì mình xài từ sáng tới chiều trong tần suất rất là cao luôn. Nhưng mà tới cuối ngày mình vẫn còn dư lại pin khoảng 10-20%. Đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình cùng với OnePlus Nord 5G. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại một comment của bạn ở bên dưới nhé. Đây là Tech Mac Việt Nam, còn mình là Trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau trên kênh nhé.